Tại sao con ta xin lỗi? Anh muốn nói gì với mọi người và muốn bật mí thân phận hay sao? Anh chính là... Oh. Wow. Các bạn đã bị gạt rồi. Chị bó cho em luôn. Trời ơi trời. Quý vị thân mến, Bậc Thầy Ẩn Danh đã quay trở lại. Và giây phút này rất là quan trọng với quyết định của chính từng thành viên ở đây. Với những gợi ý thông qua 3 vòng thi đấu mà chúng tôi đã bật mí cho 2 đội chơi và 8 người chơi là nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay. Và họ đã có những lập luận riêng của bản thân mình. Thế nhưng Minh Sự vẫn nhắc nhẹ một lần nữa, chúng ta sẽ tìm đồng minh, tìm một nhóm người bình chọn nhiều nhất cho Bậc Thầy Ẩn Danh. Khi đó mình mới chiến thắng, còn không thì Bậc Thầy Ẩn Danh này sẽ mang về cho mình là 10 triệu đồng. Và đặc biệt hơn hết, mọi người thấy rồi, chúng ta rất là khổ sở để có thể giành giật cái vị trí là đội trưởng, đúng không ạ? Và sẽ được thông báo 2 đội trưởng, các bạn sẽ có 2 sự bình chọn cho riêng mình. Cho nên Ngọc Hoa và anh Quách Ngọc Tuyên sẽ có cơ hội, nếu như mình bình chọn đúng thì mình sẽ nhận luôn được 2 phần tiền thưởng ở trong số tiền đó. Và bây giờ trước khi chúng ta đến với sự bình chọn thì Minh Sù muốn hỏi ý kiến của mọi người một lần nữa để xem là chúng ta sẽ thống nhất và thảo luận như thế nào với những gợi ý của chương trình. Tuyền, mời Tuyền nói trước. Tuyền nghĩ là chia sẻ đi ha. Chia sẻ. Tại vì ở đây tụi mình chốt rồi. Anh em với nhau không à? Không, vui thì vui đều. Tết nay chúng ta cùng vui, cùng có nồi thịt kho. Cái dữ liệu á mà chia sẻ thì mình nói nguyên văn nha. Là một diễn viên đã từng xuất hiện trên phim chiếu trên mạng của chị Việt Hương. Nhưng mà anh Tuyên cũng có nha. Anh cũng có. Chính xác, anh Quách Ngọc Tuyên cũng có. Nói chung là cái gợi ý này là lội tiền mập ra chắc chắn luôn rồi đó. Vậy 2 nhân vật cuối cùng còn lại là Hồng Thanh và Quách Ngọc Tuyên. Tuyền ơi, là mình có phần ăn dặm là ăn khoai lang luôn hả Tuyền hả? Tuyền đã nhận thưởng trước. Nhận thưởng trước. Nhưng rồi. Nhưng mà nếu có thưởng nữa Tuyền vẫn nhận được. Xin mời anh Gia Bảo, hiện nay anh đang có suy nghĩ như thế nào? Nếu mà nói về mà có đóng như chị Việt Hương thì anh Tuyên cũng có đóng, Hồng Thanh cũng có đóng, nhưng mà anh Tuyên thì như đóng một cái đúng không? Và Hồng Thanh thì như đóng tới 2-3 cái của chị Hương lận. Cái riêng sản phẩm của Hồng Thanh cũng có chị Hương hợp tác trong đó luôn nữa. Cho nên thì tôi đã nghi ngờ Hồng Thanh nhiều nhất. Hồi nãy tôi đã nghi rồi, bây giờ tôi đã nghi nhiều hơn. Phim đóng với chị Việt Hương thì giữa 3 người thì Thanh đóng nhiều nhất, nên là nghĩ là Thanh. Nhưng mà trong dữ liệu người ta không có ghi là nhiều nhất. Đúng. Nhưng mà em đang nghĩ Hồng Thanh hay là em muốn, giờ chị muốn em nghĩ không chị đang nói để cho em hiểu, tại vì khi chọn sai mình mất phần thưởng. Đúng. Mà cái người ẩn danh người ta được, ví dụ vậy. Dạ. Cái gì nói người ẩn danh người ta được là chỉ thẳng với anh Tuyên luôn. Người ẩn danh người ta được. Không phải, tại vì lúc đầu á, khi mà đọc cái dữ liệu là đã xuất hiện từ Việt Hương, cũng ngay trong đầu em đọc tới Hồng Thanh. Lúc đầu em cũng đang nghĩ Hồng Thanh, nhưng mọi người cũng nên nhớ rằng anh Di Cá nhà ta cũng xuất hiện, cũng rất là ấn tượng đúng không? Đã nói là từng xuất hiện chứ không phải nói là xuất hiện nhiều cũng nhất. Đúng, cũng đúng. Nếu như mà tất cả mọi người ở đây khi mà nghe cái thông tin đó nghĩ về Hồng Thanh thì chương trình đâu có dễ ăn tiền của ngoại vậy. Hai người đừng có mà một trong hai người nếu là cùng dân làng á thì nói đi. Đúng phải rồi. Nói cùng dân đó. Làng. Đúng rồi, thì phải nói cho tụi tôi tin đi. Trong chứ. Cái ấp này chứ họp tổ dân phố là nguyên ngày trời mệt lắm đó. Sao Kim chưa nói gì kìa. Kim mời Kim. Dạ em thì sau chuỗi từ đầu đến giờ thì ngay từ cái gợi ý đầu tiên và cho đến lúc hồi nãy anh Gia Bảo cũng có nói, rồi đến lúc mà hồi nãy em cay nhất là cái lúc mà em đang cò Hồng Thanh cứ nói thẳng vô lỗ tai em, Trân Châu em ơi, Trân Châu, Thanh Long em ơi. Đó, bây giờ em không biết là em suy nghĩ gì nhưng mà em... Nó có sự gian, ghim sự bạn này dấu. Là em sẽ nghĩ là bạn này. Đau! Mà con thì... Đau ở đâu nè? Đau ở tim. Thêm một thông tin nữa, là lúc mà Tuyền Mập mà nói cho Hồng Thanh đoán á, là Hồng Thanh toàn đoán tào lao không? Đó, đúng cho rồi. Tuyền Mập tức quá, Tuyền Mập mới phải... tào lao không à? Hành động rất lẹ, kiểu như là không cần xem. Em thấy là không cần xem. Cái là giả bộ đi tới nhìn cái đi ra, vậy em vòng. Lúc nào cũng vậy luôn. Hay có vẻ là cái tính cách của Hồng Thanh là như vậy. Bây giờ nói một câu chốt đơn giản, anh không phải là người ẩn danh. Trang ơi, em có sản phẩm gì với chị Hương vậy? Cái gì em vẫn còn nghi ngờ là Trang luôn hả? Em còn nghi luôn á. Tuyền ơi, quý vị thân mến, giây phút hồi hộp đã tới. Chúng ta sẽ cùng với luồng sáng của chương trình đi tìm Bậc Thầy Ẩn Danh với sự bình chọn nhiều nhất của
của những người chơi ngày hôm nay. Với sự tổng kết của ban tổ chức, chúng tôi có 3 người được bình chọn. Trong số đó, Lê Trang vẫn nhận được 1 vote. Ủa tại sao? Tiền. Tại sao? Chọn Lê Trang hả Tiền? Chúng tôi cũng không hiểu lý do vì sao Lê Trang lại được lựa chọn ở giây phút cuối cùng này. Và hai nhân vật tiếp theo cũng rơi vào việc tình nghi, không ai khác đó chính là Hồng Thanh và Quách Ngọc Tuyên. Người nhận được sự bình chọn nhiều nhất chính là ánh sáng dừng lại ở vị trí của người nào. Chúng ta sẽ biết được vai trò của người đó ngay bây giờ. 3, 2, 1, dừng lại. Và đó là Hồng Thanh. Ánh sáng dừng lại ở vị trí của em. Em đã bật mí cho mọi người biết vai trò của em ngày hôm nay là gì. Em có muốn nói gì trước khi bật mí không? Em không muốn nói gì hết. Và Hồng Thanh là người truy tìm. Rất tiếc cho những người chơi đã bình chọn cho Hồng Thanh. Tại sao anh ta xin lỗi? Anh muốn nói gì với mọi người và muốn bật mí thân phận hay sao? Anh chính là người ẩn danh. Không anh. Bất thầy ẩn danh là đây. Wow. Nhưng mà em là người chọn anh á, em là người vote cho anh, là người ẩn danh á. Ai là người vote cho anh? Quách Ngọc Tuyên giơ tay. 1, 2, 3. 3 người không thể làm nên cơ đồ được. Bởi vì là chúng tôi lựa chọn theo số đông bình chọn nhiều nhất cơ. Các bạn đã bị gạt. Rất tiếc cho những người chơi còn lại. Nhưng chúc mừng anh Quách Ngọc Tuyên đã có 10 triệu đồng cho mình. Chị vote cho em luôn à? Trời ơi trời. Này mới xàm nè. Xin mời, xin mời. Liên quan gì hết. Quý vị thân mến, bậc thầy ẩn danh không có đúng, không có sai. Mà chúng ta đang đến với một game show, một trò chơi rất là thú vị. Các bạn được quyền hóa thân thành những nhân vật như thế. Cho nên là ngày hôm nay quả là một game show rất là thành công đúng không ạ? Bởi vì anh Quách Ngọc Tuyên đã chiến thắng rồi. Xin được chúc mừng Quách Ngọc Tuyên. Và ngay bây giờ sẽ là chiếc cúp dành cho người chiến thắng. Xin mời. Wow, cúp luôn, có cúp luôn. Wow, khen luôn. Và đây là chiếc cúp dành cho anh Quách Ngọc Tuyên. Kim, Kim sáng mắt chưa? Đúng rồi đó, bà Kim. Thôi mà. Cuối cùng rồi thì chúng ta thua thì thua cùng nhau chứ đúng không? Phải đoàn kết với nhau một lần nữa. Xin được cảm ơn những người chơi của chương trình tuần này. Chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và đặc biệt là thành công hơn trên con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình nhé. Còn tất cả quý vị khán giả đừng quên mở TV vào lúc 19 giờ ngay Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Minh Xuân xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye.